Phần cuối thông tin thời sự trong nước và trong tỉnh là cập nhật tình hình dịch Covid-19. Thưa quý vị, 32 ca Covid-19 đã được ghi nhận trong toàn tỉnh 24 giờ qua. Theo báo cáo của Ban Chỉ đạo Phòng chống dịch Covid-19 tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu và đều là những ca lây nhiễm trong cộng đồng. 32 ca nhiễm Covid-19 ghi nhận từ 18 giờ chiều 5 tháng 5 đến 18 giờ chiều nay 6 tháng 5 có 16 ca tại thành phố Vũng Tàu, 7 ca tại huyện Long Điền, 5 ca tại thị xã Phú Mỹ, 3 ca tại thành phố Bà Rịa và 1 ca tại huyện Xuyên Mộc. Hiện cả tỉnh có 7 bệnh nhân đang điều trị tại bệnh viện, 375 bệnh nhân COVID điều trị tại nhà. 24 giờ qua tỉnh không ghi nhận bệnh nhân COVID-19 tử vong. Tỷ lệ bệnh nhân COVID-19 đã khỏi bệnh đạt 99%.